Năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Long đã phát huy tốt vai trò đoàn kết thống nhất, tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa các chương trình kế hoạch giải pháp đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15,9%, cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với nghị quyết. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, đón 7,1 triệu lượt du khách, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định nhưng có nhiều khó khăn, thách thức, nảy sinh những vấn đề mới phức tạp hơn, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên trì nỗ lực giữ vững địa bàn an toàn, thích ứng linh hoạt, hoàn toàn kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ, từ xa từ sớm từ cơ sở. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng của tỉnh công nghiệp, dịch vụ hiện đại, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trong 7 năm liên tiếp từ 2016 đến 2022, hoàn thành vượt mức 13 trên 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội và môi trường đề ra. Trong kết quả chung đó, thành phố Long tiếp tục khẳng định vai trò rất quan trọng, thể hiện ở nhiều mặt, nhiều lĩnh vực công tác. Hạ Long luôn là địa phương điển hình trong phòng chống dịch, thực hiện chiến lược linh hoạt an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, mở cửa du lịch đúng thời điểm, nhanh chóng phục hồi du lịch dịch vụ, tập trung triển khai một số công trình hạ tầng giáo dục, các dự án giao thông động lực, kết nối vùng thấp, vùng cao, mở ra các không gian phát triển mới, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được tăng cường trên nhiều mặt và tạo được các chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chăm lo, đảm bảo. Giữ vững quốc phòng an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong một năm phải đối diện với nhiều vấn đề nảy sinh phức tạp, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vẫn luôn giữ vững được sự ổn định đoàn kết thống nhất, giữ được sự ổn định trật tự an toàn xã hội, giữ được niềm tin trong nhân dân và giữ được môi trường đầu tư kinh doanh. Đó là những kết quả hết sức ghi nhận của thành phố Hạ Long và rất đáng được biểu dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với thành phố Hạ Long, địa bàn trung tâm đóng vai trò rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh và cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác trọng trách không hề nhỏ. Mặc dù thời gian qua, thành phố có nhiều cố gắng, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận trong khâu tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, nhất là liên quan tới điều hành ngân sách, tài chính. Sự phối hợp giữa các cơ quan của thành phố và các sở ngành có lúc có nơi chưa chặt chẽ kịp thời. Số doanh nghiệp gặp khó khăn, phải giải thể phá sản cao nhất tỉnh. Về nhiệm vụ năm 2023, thành phố Hạ Long đang đứng trước những thời cơ thuận lợi mới như thị trường khách du lịch quốc tế đang có tín hiệu tích cực, hệ thống giao thông mở ra không gian phát triển và tạo ra nguồn lực mới rất to lớn. Đặc biệt, nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định nhiều chủ trương mang tính chiến lược cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long nói riêng. Thuận lợi nhiều, nhưng khó khăn thách thức cũng không ít, nhất là bất ổn của kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngành than gặp nhiều khó khăn đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra và thành phố Hạ Long tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm của trung tâm phát triển là động lực, là trụ cột, là hạt nhân của một tỉnh có quy mô kinh tế lớn như Quảng Ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tới một số nội dung Ban chấp hành Đảng bộ thành phố phải quan tâm lưu ý hơn. Trước hết, khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng nghị quyết 12 ngày 28 tháng 11 năm 2022 của tỉnh ủy và các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Thành phố Hạ Long phải là địa phương gương mẫu, đi trước làm trước, thực hiện thành công chủ đề công tác năm về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và chất lượng đời sống nhân dân. Trong thu hút đầu tư, thành phố Hạ Long cần nâng cao hiệu quả trong thu hút ở lĩnh vực du lịch dịch vụ, góp phần xây dựng Quảng Ninh sớm trở thành trung tâm du lịch quốc tế, kết nối với các trung tâm du lịch lớn của khu vực và thế giới, thu hút vốn đầu tư có chọn lọc vào các khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển bền vững ngành than. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự trăn trở rất lớn đối với việc nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Chất lượng đời sống nhân dân ở đô thị loại 1, một trung tâm du lịch quốc tế phải được quan tâm chăm lo từ những vấn đề nhỏ nhất như xử lý rác thải, cây xanh, vỉa hè, điểm vui chơi, điểm sinh hoạt công cộng cho tới an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Ngoài ra, sự chênh lệch giữa vùng thấp và vùng cao của thành phố Hạ Long còn khá lớn. Vấn đề y tế, giáo dục, đời sống văn hóa cho nhân dân ở vùng nông thôn, miền núi dù đã được quan tâm nhưng phải được quan tâm nhiều hơn. Cùng với đó là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cần đi vào chiều sâu hiệu quả bền vững, đề cao vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân và cư dân nông thôn.
Để thực hiện các mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở cho thành phố Hạ Long nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới khâu then chốt của then chốt. Đó chính là đội ngũ cán bộ. Phải củng cố và xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương. Biến những khó khăn, thách thức nảy sinh trong quá trình phát triển ở địa phương, những áp lực trong công việc hàng ngày thành cơ hội để rèn luyện, tôi luyện bản lĩnh ý chí, nghị lực, năng lực sáng tạo. Qua đó sàng lọc đội ngũ cán bộ, phát hiện nhân tố mới. Càng trong khó khăn, thử thách thì càng phải phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Người đứng đầu càng nêu gương, làm gương. Luôn bám sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, vì dân. Nói đi đôi với làm quyết liệt đến cùng, dứt điểm và có kết quả, hiệu quả đo lường được. Làm tròn bổn phận, chức trách được giao. Chống các biểu hiện, sợ sai, đun đẩy, né tránh, ngại va chạm, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc, dính vào tiêu cực, tham nhũng.